Người đứng đầu Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine, Thiếu tướng Kirilo Budanov cho rằng chính quyền Nga đã chấp nhận kịch bản có thể mất bán đảo Crimea. Tài liệu bị do gì cho thấy Mỹ lên kế hoạch nhắm vào các chỉ huy và chi nhánh của công ty an ninh tư nhân Wagner tại châu Phi. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cảnh báo nguy cơ đối đầu hạt nhân đang gia tăng trong khi Mỹ nhận định Nga sắp mở rộng tấn công ở một số khu vực của Ukraine khi tình hình thời tiết thuận lợi hơn. Tổng thống Joe Biden tuyên bố tranh cử bắt đầu chiến dịch vận động cho cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 với mục tiêu hoàn thành công việc. Ông Vladimir Putin được cho là đã đại tu lại đội ngũ của mình sau những thất bại đáng kể trong cuộc chiến tại Ukraine. Và tất cả sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã trở lại với chương trình của lê minh xin quý vị hãy tiếp tục ủng hộ chúng tôi trên mỗi chặng đường bằng những cái like và bằng những bình luận của mình quý vị hãy bình luận thật nhiều với những bình luận tích cực để chúng tôi có thể vượt qua được những thuật toán kiểm duyệt của youtube và điều đó là một điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng chúng tôi vẫn biết rằng quý vị và các bạn là những người yêu mến chúng tôi nhưng chúng tôi bây giờ thì cần quý vị thể hiện cái lòng yêu mến của mình một cách cụ thể hơn nữa bằng những cái like, thật nhiều like, thật nhiều bình luận. Chúng ta sẽ chiến thắng được những cái sự kiểm duyệt và những cái điều mà YouTube đang áp đặt lên kênh của chúng ta. Cảm ơn quý vị điều đó. Thông tin đầu tiên. Ông Trung tình báo của Rina mới đây tuyên bố là Nga có thể chấp nhận là đánh mất bán đảo Crimea. Ông Budanov tuyên bố là trong những tháng tới thì quân đội Ukraine sẽ tiến vào lãnh thổ Crimea và bắt đầu giải phóng cái bán đảo này hoàn toàn khỏi người Nga. Và ông ấy cũng lưu ý rằng sẽ không có cuộc tấn công hạt nhân nào xảy ra trong trường hợp này. Khi mà các nhà báo họ hỏi là ông Buranov tại sao ông lại lạc quan như vậy, mặc dù các quan chức Ukraine khác không chia sẻ về vấn đề này, thì ông Buranov đã nhấn mạnh rằng là tôi sử dụng một logic hoàn toàn khác. Tôi có khả năng để mở các tài liệu mật. Xem các con số, biểu đồ, theo dõi các sự kiện, tiếp cận thông tin mật mà mọi người không thể thấy. Do đó, tôi hiểu điều gì đang xảy ra trong thực tế. Ông ấy trả lời hãng tin RBC của Ukraine như vậy. mọi người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine cho biết ông không hiểu tại sao lại có nhiều sự chú ý đến số phận của bán đảo Crimea vì chiến tranh sẽ chỉ kết thúc sau khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát đối với tất cả lãnh thổ của mình kể từ năm 1991. Crimea chỉ là một phần trong số đó. Ukraine sẽ giải phóng dần dần các vùng lãnh thổ của mình theo thời gian. Chúng ta vẫn còn thời gian. Nếu Crimea là nơi cuối cùng bị chiếm thì nó sẽ là điểm kết thúc. Nếu Crimea là nơi bị chiếm đầu tiên và Donbass chưa bị chiếm thì đây chưa phải là kết thúc. Chỉ có một cách để chấm dứt cuộc chiến này. Đó là giành lại quyền kiểm soát biên giới của chúng tôi dưới mọi hình thức. Biên giới năm 1991. Kết thúc cuộc chiến này mà không giải quyết các vấn đề lãnh thổ là không thể, là phi thực tế. Ukraine sẽ không bao giờ đồng ý từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào của mình. Ông Budanov nhấn mạnh trong cuộc phỏng vấn rằng là việc mất đi Crimea không chỉ gây ra đau đớn mà còn là mất mát cực kỳ lớn đối với Điện Kremlin. Tuy nhiên, Moscow đã chuẩn bị cho việc có thể mất bán đảo này. Và ông này giải thích rằng là việc quân đội Nga để mất Kherson vào tháng 11 năm ngoái cũng đã hé lộ điều đó. Theo đó rõ ràng là cái việc mất Kherson Sơn đã được người nga coi là một điều bình thường, mặc dù việc giành quyền kiểm soát Khe Sơn vào đầu cuộc chiến từng coi là thành công lớn nhất của lực lượng nga. Vì thế, điều tương tự rất có thể nó cũng sẽ xảy ra với bán đảo Crimea. Ông Burov nói là phía nga luôn có cách xoay chuyển tình thế khiến công chúng tin rằng điều đó có lợi cho họ, tức là họ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ và ở đây họ sẽ nói rằng đó là một bước bắt buộc rút khỏi Crimea. Họ đánh lừa công chúng theo cách mà không ai khác trên thế giới có thể làm được. Trong khi đó, lại thêm một diễn biến mới từ tài liệu mật dò dỉ của Mỹ. Tờ Washington Post ngày 24 tháng 4 đã công bố một số tài liệu mật của lâu nô góc bị dò dỉ, cho thấy nỗ lực phối hợp giữa Mỹ và các đồng minh để nhắm vào tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Trong số những biện pháp mà được đề cập, có kế hoạch cung cấp thông tin cho tình báo Ukraine thực hiện những vụ ám sát nhắm vào các chỉ huy của Wagner tại châu Phi. Bộ tài liệu cũng đề cập khả năng đồng minh của Mỹ thực hiện các biện pháp tấn công nhằm vào chi nhánh Wagner tại châu Phi. Các tài liệu này liệt kê một số bằng chứng cho thấy cơ quan tình báo Trung ương Mỹ, CIA, Lâu Năm hoặc là những cơ quan khác đang gây ra một số tổn thất cho Wagner trong 6 năm qua khi mà tập đoàn này củng cố vị trí tại châu Phi và lấn át ảnh hưởng của Mỹ ở đây. Một tài liệu đề cập đến cuộc tập kích diễn ra tại Libya khiến một vận tải cơ phục vụ hậu cần của Wagner bị phá hủy. Tài liệu thì không nêu chi tiết diễn biến và thời gian của vụ tập kích, cũng như lý do mà vận tải cơ của Wagner bị nhắm mục tiêu. Một cuộc tập kích khác của Mỹ nhằm vào Wagner là gần thành phố Deir Ezzor ở miền đông Syria, được cho là khiến hàng trăm thành viên tập đoàn quân sự tư nhân của Nga thiệt mạng khi họ tìm cách tấn công nhóm đặc nhiệm Delta, biệt kích lục quân Mỹ và lực lượng dân quân người quốc đóng tại một cái cơ sở dầu khí. Các tài liệu của Mỹ mô tả Wagner hoạt động tương đối tự do mở rộng hiện diện và tham vọng tại châu Phi trong bối cảnh quân đội chính quy Nga đang dồn lực cho chiến tranh Ukraine. Một tài liệu cũng chia sẻ rằng ông Prigozhin, lãnh đạo Wagner, có thể tiếp tục củng cố mạng lưới của mình ở nhiều quốc gia khiến họ dần dần khó chấm dứt quan hệ với tập đoàn Wagner và đầy các nước láng giềng của tình trạng bất ổn. Một bài báo dựa trên thông tin do gì khác được tờ Washington Post đăng hôm 24 tháng 4 cũng chỉ ra là cơ quan tình báo quân sự của Ukraine GUR và người đứng đầu là Kirin Budanov đã có kế hoạch tấn công Wagner ở châu Phi. Cơ quan Ukraine đã lên kế hoạch cho một hoạt động như vậy ở Mali, tài liệu của phía Mỹ cho biết. Rõ ràng là những thông tin cũng gây ra rất nhiều chấn động với quý vị. Trong cái đó mới đây, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev phát biểu tại một hội nghị tại Moscow hôm 25 tháng 4. Ông ấy nói rằng là um, Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các hành động gây hấn đe dọa đến sự tồn tại của nhà nước Nga. Ôi trích dẫn điều 19 trong học thuyết hạt nhân của Nga đề cập đến các trường hợp mà Moscow được phép sử dụng vũ khí hạt nhân và nói rằng là bạn nói rằng Nga sẽ không bao giờ sử dụng vũ khí hạt nhân trước nhưng điều đó không hoàn toàn như vậy. Học thuyết đã tuyên bố rõ ràng rằng vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng khi có hành động gây hấn chống lại Nga bằng cách sử dụng các loại vũ khí khác gây nguy hiểm cho chính sự tồn tại của nhà nước Nga. Về cơ bản, việc sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm đáp trả những hành động như vậy. Các đối thủ không nên xem thường tiềm năng của chúng tôi. Ông này khẳng định là vũ khí hạt nhân có tầm quan trọng tối cao đối với sự tồn tại của Nga với tư cách là một nước lớn trên thế giới. Có thể có những lập trường khác nhau đối với vũ khí hạt nhân và vũ khí nói chung. Tuy nhiên, chúng ta hiểu rằng trong thế giới ngày nay, vũ khí hạt nhân đối với đất nước chúng ta có ý nghĩa như một mối liên kết giữa các quốc gia lại với nhau. Ông này nói như vậy. Và trong một diễn biến liên quan thì phía Mỹ cho rằng là Nga sẽ mở rộng các cuộc tấn công ở một số khu vực của Ukraine khi mà tình hình thời tiết thuận lợi hơn. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói rằng là vào mùa xuân khi thời tiết thuận lợi, thực tế là nó đã bắt đầu thuận lợi hơn. Chúng tôi cho rằng người Nga sẽ mở rộng tấn công ở một số khu vực tại Ukraine. Chúng tôi muốn đảm bảo rằng Ukraine có thể phòng vệ tốt hơn và nếu họ lựa chọn phản công thì họ cũng đã có đủ điều kiện để làm điều này. Ông Priuzin thì dự đoán là Ukraine sẽ phản công nếu như Nga giành quyền kiểm soát Bắc Mút. Còn New York Times thì dẫn tài liệu mật của Mỹ nói rằng là Ukraine sẽ phản công vào tháng 5 tới, tập trung vào hướng Nam, huy động ít nhất 12 lữ đoàn, 4.000 binh sĩ mỗi lữ đoàn để tiến hành chiến dịch phản công mùa xuân của mình. Tuy nhiên, Ukraine đã bác bỏ những thông tin đó mà tài liệu mà gây ra, nêu ra. Ông Danilov là thư ký hội đồng an ninh quốc gia của Ukraine nói rằng là chỉ 5 người trên hành tinh này nắm rõ cuộc phản công của Kiev sẽ diễn ra ở đâu và khi nào. Còn không biết 5 người đó là những ai. Một thông tin khác liên quan đến chính trường Mỹ. Ông Joe Biden mới đây đã tuyên bố tái tranh cử thưa quý vị và đã nhận phải những chỉ trích rất gây gắt từ ông Trump. Hôm 25 tháng 4, ông Biden viết trên Twitter thế này. Mỗi thế hệ đều có một thời điểm họ phải đứng lên vì nền dân chủ. Vì các giá trị tự do cơ bản, tôi tin rằng đây là thời điểm của chúng ta. Đó là lý do tôi tái tranh cử tổng thống Mỹ. Hãy tham gia cùng chúng tôi, hãy hoàn thành công việc. Phó tổng thống Kamala Harris cũng sẽ tiếp tục tái tranh cử với ông Biden. Trong video, Biden nhắc đến một số chủ đề quen thuộc kèm các hình ảnh về cuộc bạo loạn tại Đồi Capitol tháng 1 năm 2021. Các chính trị gia Cộng hòa như cựu tổng thống Donald Trump, thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis hay dân biểu của bang Georgia Taylor Green Ông Biden nói rằng là những người cực đoan theo MAGA đang tập hợp để đối đầu với các nền tảng của tự do. MAGA chính là cái viết tắt của Make America Great Again, đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại. Ngay sau cái clip đó của ông Biden thì Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga ông Medvedev cho rằng Tổng thống Mỹ quá già để giữ chức thêm một nhiệm kỳ. Ông Medvedev cho rằng Mỹ nên sản xuất một chiếc vali hạt nhân giả để tránh những hậu quả không thể khắc phục được, đề cập đến cái sức khỏe giảm sút của ông Biden. Còn cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông Biden phải chịu trách nhiệm cho hàng loạt vấn đề của Mỹ. Bạn có thể chọn ra năm tổng thống tệ nhất lịch sử Mỹ, đặt cạnh nhau và nhận ra rằng họ không gây thiệt hại như những gì Joe Biden đã gây ra cho đất nước chúng ta. Ông Trump 76 tuổi cáo buộc ông Biden chịu trách nhiệm cho hàng loạt thất bại từ mở cửa biên giới với Mexico dẫn đến uh, bờ vực thế chiến thứ ba trên thế giới, các vấn đề lạm phát tồi tệ nhất trong nửa thế kỷ, chuỗi 24 tháng lương thực uh, lương thực tế giảm và giá xăng dầu tăng, tình trạng vô gia cư, tội phạm và những minh chứng về nhiệm kỳ tổng thống đầy tai họa và thất bại của Biden. Ông Trump nói rằng là Nga đang hợp tác với Trung Quốc. Iran sắp có bom hạt nhân và Ukraine bị tàn phá bởi một cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi là tổng thống. Hầu như không thể tưởng tượng được rằng Biden thậm chí còn nghĩ đến việc tái tranh cử. Chưa bao giờ có sự tương phản lớn hơn giữa hai chính quyền liên tiếp trong lịch sử Mỹ. Chính quyền của chúng tôi vĩ đại, còn của họ thì thất bại. Ông nói như vậy. Thưa quý vị và các bạn, gần đây một blogger quân sự là Voyenko Kotenko Z đã viết trên kênh Telegram của mình rằng Ông Putin đã ký một xác lệnh vào ngày 20 tháng 4 về việc thay đổi chỉ huy quân sự và cách chức tướng Rustam Muradov, người từng là tư lệnh quân khu phía đông. Blogger nói nói rằng là việc sa thải xảy ra sau những tổn thất nghiêm trọng về nhân lực và thiết bị tại Volida. Xác lệnh này được cho là đã buộc tướng quân đội Alexander Vodnikov phải nghỉ hưu, người được cho là đã chỉ huy lực lượng Nga tại Ukraine vào tháng 4 năm ngoái. ASW, Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ, cho biết là các blogger quân sự lưu ý rằng việc sa thải Muradov có thể là do cuộc tấn công thảm khốc, thảm hại của ông ta vào thị trấn Vuleida tại tỉnh Donetsk. Sắc lệnh tương tự của Tổng thống cũng khiến Đại tá Alexander Zuzavlyov và các nhà lãnh đạo quân sự khác của quân khu phía Tây nghỉ hưu, buộc phải về trước khi nghỉ hưu. Bài đăng nói rằng là kể từ bây giờ, những sai lầm và sự thiếu hành động của những người tiền nhiệm sẽ phải được sửa chữa bởi những chỉ huy khác, những người có năng lực hơn, tôi hy vọng là như vậy. Bài đăng nói thêm rằng là Điện Kremlin hy vọng là Đại tá tư lệnh lực lượng đổ bộ đường không Nga VDV được tái bổ nhiệm là ông tướng Mikhail Teplinsky sẽ nhận được nhiều thành công. Teplinsky đã bị Moscow loại khỏi các hoạt động ở Ukraine vào tháng 1 năm nay. Và tuần trước, các quan chức quốc phòng Anh cũng lưu ý rằng là việc phục hồi chức vụ trong Teplinsky này diễn ra sau căng thẳng dữ dội về cách tiếp cận quân sự của Moscow tại Ukraine. Rồi đến ngày 19 tháng 4, có thông tin là tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương của Nga Đô đốc Sergei Avankian đã tư chức sau một cuộc kiểm tra đột xuất về khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong hạm đội của mình. Tuy nhiên, một blogger quân sự khác tên là Slakov đã viết trên Telegram rằng việc sa thải không liên quan đến thành tích kém cho các cuộc tập trận ở vùng viễn đông của Nga, mà vì là Avankian đang thành lập một tổ chức mới dưới sự kiểm soát của mình về lĩnh vực khí đốt S.W. cho biết là không rõ liệu đây có phải là một tham chiếu mơ hồ có chủ ý đối với các cái báo cáo về việc công ty khí đốt nhà nước Nga Gazprom thành lập một công ty an ninh tư nhân hay không. Cơ quan cố vấn của Hoa Kỳ trước đây báo cáo rằng là Gazprom đang thành lập các nhóm quân sự tương tự như kiểu Wagner. Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Anh cho biết là cuộc tấn công mùa đông của Nga đã không đạt được mục tiêu và các lực lượng của Putin đang tập trung vào việc chuẩn bị cho một cuộc tấn công mà từ phía Ukraine, cuộc phản công của Ukraine. Phía anh cho biết từ đầu tháng đến nay, tỷ lệ thương vong trung bình hàng ngày của Nga có thể đã giảm 30% sau những thương vong đặc biệt nặng nề của Nga trong 3 tháng đầu năm. Bởi vì gần đây, họ đã chuyển sang uh, các cái thế trận phòng ngự hơn là tấn công. Vẫn như vậy là chúng ta vừa điểm qua một số thông tin nóng bỏng nhất 24 giờ qua. Quý vị hãy để lại bình luận của mình thật nhiều để giúp chúng tôi tiếp tục lan tỏa thông tin và vượt qua được sự kiểm duyệt của YouTube. Tôi nghĩ rằng điều đó không hề khó với quý vị. Một bình luận thôi một bình luận ngắn gọn thôi, điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để liên tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới. Lê Minh xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.